Tina, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Kim Minh Nguyễn. Thì như các bạn biết thì bây giờ đã là tháng 9 cuối tháng 9 và đầu tháng 10 rồi, thì cũng là sắp tới quý 4 của năm 2022, chính là mùa lễ hội. Thì mình sẽ review set song của Mét cho mùa lễ hội của năm ngoái. Lý do mà mình chọn set song này đó là năm nay chưa có set song nào hết tới mùa lễ hội. Và ok, đi gặp phòng không. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thì bề mặt trước ở trên và ở dưới thì giống nhau, tuy nhiên là bề mặt sau thì nó khác nhau. Thì ở đây mình có thể thấy là trong cái set này á, thì mình sẽ có 4 màu, đó là đen trắng, đỏ hồng. Thì mình sẽ review sau nha. Rồi bây giờ tới cái bìa ngoài của nó trước. Thì cái bìa của nó gồm có những cái màu của 12 son ở đây. Ở đây mình có thể thấy là nó có hình ảnh của 12 cái son cũng như cái màu của cái set son này. Mình sẽ để ở đây và mình sẽ đi vô unbox cái này nha. Thì set song này có trị giá từ cỡ 100 đến 150 đô tùy chỗ bạn mua và chỗ bạn săn sale nữa. Thì do là năm ngoái là họ có cái chương trình Black Friday, nên là nếu mà bạn săn được giá hơn như bạn của mình tặng á, thì đúng 100 đô và được free ship luôn nha, chứ không phải là như 13 triệu như ai nói đâu. Thì đầu tiên thì mình có thể nhìn phía trên này thì nó có bốn cái ngăn. Thì bốn cái ngăn này mình do là đối với sinh viên như mình á, thì cái set song này cũng hơi mắc. 100 đô tức là 2 triệu. Thứ ba thì khi mà mình đã có coi review của một những người khác trước khi mình unbox rồi để cho nó được an toàn đó, thì mình sẽ vẽ thế này. Thì trước khi mà vẽ ra thì các bạn thấy một chữ mét, mình vẽ ra mình sẽ được double 2 chữ mét. Thì mới vô mình có thể nhìn rõ ràng và thấy là nó có chia hai ngang, mặt trước thì là hai ngang bốn màu, thì ở bên đây thì có màu hồng trắng và một bên đó là màu đỏ và đen. Thì màu đỏ và đen á, nó tượng trưng cho cái mùa lễ hội, kiểu mình nhìn cái là mình nhớ tới Christmas liền, những cái như là Christmas hay là Thanksgiving liền. Còn bên trái á, thì nó tượng trưng cho cái kiểu như cái sự gọi là cái sự tự tin á. Mình chỉ nó xả vô, các bạn có thể tin hoặc không nha. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, tôi thật. Ở phía dưới đó là mặt trên, còn mặt dưới ở đây thì mình có thể thấy được là những cái người ta ghi ở đây là mình có 2 son satin, 5 son matte lipstick hay là 2 son retro. Thì ở đây mình có những cái gọi là giống như credit của cái son vậy đó, thì cái son này được làm từ đâu và những cái chất liệu làm son như thế nào. Nếu mà bạn nào có những cái đôi môi mà kiểu như là nhạy cảm hơn bình thường, mình có thể đọc kỹ cái người sử dụng, đọc kỹ cái công năng trước khi mua, nó sẽ thuận tiện hơn cho cái việc mà các bạn pha son lên môi. Thì khi mà mình chọn một cái sản phẩm mỹ phẩm á, mà mình để lên mặt của mình á, thì mình nên cẩn thận và cũng như là kiểm tra trước khi mà mình mua. Bây giờ mình sẽ mở ra, mình sẽ được 12 cái son ở đây. Thì mình sẽ thấy rõ ràng ở đây là son nó sẽ chạy từ tông màu nhu đến tông màu đậm. Thì ở đây mình có thể thấy được là mỗi ngăn, 4 ngăn thì 12 cây, thì mỗi ngăn là 3 cây. Thì sau khi mà mình nhìn gọi là overview cái set son này á, thì mình sẽ chỉ các bạn cách để lên bàn trang điểm sao cho nó đẹp. Thì đầu tiên là một là mình có thể để bình thường như vậy, thì mọi người sẽ biết là đây là son, cái set son mát hoặc là cái gì đó liên quan tới mát. Thì cũng không biết là set son đâu. Cái phần tiếp theo mình sẽ chỉ là phải chống chỉ định cho những nhà nào có em nhỏ con nít, hoặc là những nhà nào có những đứa cháu hay qua chơi nha, bởi vì mình đã bị một lần đăng ký. Thì các bạn lật ngược ra đằng sau và bẻ thẳng tay luôn, bẻ thẳng tay ra đằng sau như thế này. Thì mình sẽ có một cái set son nhìn ở trên dưới này, nhưng mà nhìn ở dưới thì nó sẽ như thế này. Thì giống như là một cái bộ collection mà thay vì bạn phải mua tủ thì bạn có thể có cái tủ sẵn ở đây. Oh my god, wow, và kiểu mình có thể lựa màu hàng ngày á. Thậm chí là bạn nào mà có cái đế xoay á, mua trên Shopee 50.000 á, thì mình có thể xoay để chọn màu son mỗi ngày. Ví dụ như là ngày nào vui á thì đánh son đỏ son kem, ngày nào buồn á thì đánh son một nhung nhung, còn ngày nào slay á thì có thể đánh son tím. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Thì cái set son này như mình nói là mình được tặng, tuy nhiên là bạn của mình mua để tặng mình á, là bạn mình mua sách tay từ một người bạn của người bạn. What the hell? Thì bạn của người bạn đó ở bên Mỹ. Thì những cái set son này được phân phối và bán trực tiếp ở Canada, Mỹ và UK, tức là các nước châu Âu, tuy nhiên thì nó không phân Việt Nam. Mình rất là thích mát, mình thích mát từ năm lớp 10 rồi. Thì sau khi mà được một bạn trong lớp tặng quà sinh nhật, thì mình mới tìm hiểu về son mát. Thì mình có follow cái trang Instagram của Mát Cosmetics. Thì họ lúc mà mỗi có ví dụ như có lễ hội hoặc là có sự kiện gì á, họ cũng đăng những cái
Cruella, nhưng mà mình không có ở đây nha. Thì mình chỉ có cái season này thôi, thì mình sẽ review cho các bạn nha. Ok, thì đầu tiên mình sẽ đến với ngăn đầu tiên của trong 4 ngăn của season này nha. Thì đầu tiên là mình vô là mình thấy đây là phòng học tiếng Đức. Thì có học Đức thì mình thấy là cái phòng này nó hơi ăn tiếng chút xíu thôi. Thì màu này nó đối với mình thì mình thấy hơi khó xài, thì mình không biết những người khác như thế nào, nhưng mà do là cái phòng này nó hơi ăn tiếng chút xíu thôi. Thì màu này nó đối với mình thì mình thấy hơi khó xài, thì mình không biết những người khác như thế nào, nhưng mà do là đó giờ mình không thích màu tím rồi. Tiếng nó có hơi u sầu á, nên là màu này thì hơi khó xài. Tuy nhiên là các bạn nào mình trang điểm makeup kiểu tây á, thì đây là makeup kiểu tây là có thể trang điểm và sử dụng ba cái màu này hết. Tuy nhiên thì màu tím mình khuyên là không nên xài, tại vì nó sẽ hơi buồn. Nếu mà trường hợp bạn xài chung với một số màu khác như màu đỏ, thì mình đánh lên kiểu như mình để giảm cái sắc sâu đi thì ok. Ok, mình sẽ đến tiếp theo với màu đất. Thì đây á là một màu gọi là dễ dùng và nên dùng hay là thường xuyên sử dụng. Đối với mình thì mình rất là thích màu hồng đất luôn. Thì cái màu này kiểu như là do nó thẳng là môi mình hơi thấp. No god. Thì khi mà môi mình thấp mình đấm màu hồng đất lên, nhìn nó tự nhiên, nhìn nó giống như là không có son, kiểu kiểu tự nhiên, kiểu trời ơi, đẹp tự nhiên quá kìa. Oh my god. Rồi tiếp theo á là màu hồng cam đất, kiểu như là hơi chút xíu hồng thôi. Thì đối với bản thân mình thì màu này cũng tương tự với màu hồng đất trước kia, thì nó dễ dùng. Đến với cái ngăn thứ hai của cái set này á, thì mình vẫn có ba màu đất, tuy nhiên nó đậm hơn. Thì đầu tiên là màu đỏ đất. Thì cái màu đỏ đất này á, nó dễ dùng và nó có thể dùng cho tất cả mọi người, hầu như là dùng trong lúc make up hay không make up thì cũng được luôn. Thì dù là màu da hơi sẫm như mình hoặc là màu da trắng thì nó vẫn đẹp và nó vẫn rất là kiểu như là phù hợp với kiểu như là cho các bạn tươi tắn hơn. Tiếp theo á là màu đỏ đô đất. Tại vì nó có một chút màu tím, ánh tím ở trong đây. Thì màu này thì mình chưa bao giờ dùng, nhưng mà tuy nhiên mình thấy nên make up rồi mới dùng. Tại vì cái màu này nó khá là kiểu đậm á, đậm cái kiểu diva á, nên là nếu mà được thì hãy cứ make up tông hơi đậm hơi tay một chút thì nó sẽ đẹp hơn. Và cuối cùng là màu sô-cô-la. Thì đây là màu sô-cô-la nhẹ. Thì màu sô-cô-la này nó là biết châu Âu liền. Sô-cô-la, chocolate là châu Âu mà. Thì cái này nó không có cái mùi sô-cô-la giống như cái màu. Thì đây là một cái rất là tiếc, nhưng mà mét nó giờ là đang có một cái mùi đó, mùi lên đi thôi, nên là nó vẫn phù hợp. A few inches later. Thì đến với cái nhân thứ ba này thì nó không còn là màu đất nữa, mà nó là những cái màu tươi. Thì đầu tiên là màu đỏ. Thì ra màu đỏ này cũng là kiểu đỏ hồng. Và đỏ tươi thì các bạn thấy mình đã xong rồi. Thì cái màu này gọi là dễ dùng, với lại nên kiểu như là đối với những bạn da tông trắng và tông thường thì xài không make up cũng ok. Tuy nhiên những cái bạn da tông hơi sẫm hoặc là đen thì mình nên make up một chút để cho nó phù hợp với cái khuôn mặt, lúc đó nó sẽ không có bị tối da. Màu cam, đây là cam tươi. Thì cam tươi này thấy các bạn nhìn thì mình cũng thấy là nó rất là sáng, nó giống như là cái highlight vậy á. Đối với giống như là khi mà bạn highlight trên cái viền tập á, thì cái này nó giống như là highlight trên cái khuôn mặt của mình á, thì mình nên make up. Và màu này có thể làm tối da nha. Tiếp theo á là màu cam đỏ. Màu cam đỏ này thì nó chậm hơn màu cam hồi nãy, và nó có một cái mùi nhẹ, vani nhẹ hơn những cái màu khác. Mình vẫn đang thắc mắc tại sao, không biết tại sao. Tuy nhiên á là nó kiểu như là nó ở mức trung bình, không dễ dùng, không khó dùng, tức là dùng được, tuy nhiên nó vẫn bị tối da. Đến với cái ngăn cuối cùng thì đối với mình đánh giá đây là cái ngăn màu gọi là màu sẫm. Thì nó tối màu hơn so với ba cái ngăn còn lại. Thì đầu tiên là mình sẽ, đây là màu đỏ sẫm. Thì cái màu đỏ sẫm này đó giờ mình rất là, đối với những cái hãng son khác mình rất là thích. Tại vì cái đầu màu đỏ sẫm thì nó gợi lên một sự sexy nhất định. Tuy nhiên đối với cái màu sẫm này nó hơi gọi là hơi tối so với mình cảm thấy. Tiếp theo là màu tím hồng mà sẫm. Thì mình chưa bao giờ thấy một cái màu tím như vậy hết. Thì cái màu tím này nó gọi là nó không quá đen mà cũng không quá tím, nó hơi ánh hồng. Theo mình đánh giá thì nó khó xài nha, nhưng mà nếu mình đã một khi đã lên da thì nó sẽ làm cho da nó trắng hơn, tại vì sao, tại nó quá sẫm rồi. Thì tiếp theo là màu tím. Thì như các bạn thấy là màu tím là mình đã nói là mình không thích màu tím. Tuy nhiên thì cái màu tím này nó thể hiện nên một cái gọi là, khi mà các bạn đánh lên các bạn sẽ thấy là nó thể hiện một cái sự quyền lực nhất định. Thì mình đã có thử rồi, khi bạn nhìn cái son này bạn thấy là mình đã thử rồi, nên là mình đã cảm nhận được cái độ đậm và cái độ tím của nó. A few inches later. There's a place where you can run free. Sun does not exist.
chance when the road before us falls under our feet. Cho mình thì có thể để cho mình một like, một subscribe luôn ạ. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Goodbye, chào Tùng Vi.